Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn để nói riêng về phần các điểm chữ trong bài thi. Tại sao mình phải làm nội dung này? Tại vì gần đây, trong các đề thi trang trí màu của các trường đại học, đặc biệt là trường đại học kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thường có kết hợp thêm phần chữ như là một nội dung chính của bài thi. Nếu như chúng ta các điểm chữ xấu quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giá trị của bài thi này. Vậy thì để hiểu và làm được điều này, chúng ta hãy cùng nhau bước vào nội dung chính của clip ngày hôm nay nhé. Nói đến phông chữ, chúng ta có rất là nhiều kiểu phong phú và đa dạng. Nói chung là kể hoài không có hết, và mình chỉ giới thiệu các bạn một vài cái kiểu tạo dáng mà nó phù hợp với cái từng chủ đề. Và mỗi cái kiểu chữ sẽ truyền tải những cái thông điệp ngay trên cái dáng dấp và cái cấu tạo của nó. Ở đây chúng ta có ba cái mức độ truyền tải như sau. Thứ nhất là ở mức độ vui vẻ, ngộ nghĩnh, dễ thương. Mức độ thứ hai là mức độ mà nó ở mức trang nhã, hoa lệ. Và mức độ thứ ba là mức độ mà nghiêm túc, nghiêm trọng. Và từ ở mức độ này, mình có những cái ví dụ bên ngoài các bạn dễ hiểu hơn. Đối với mức độ truyền tải thứ nhất, các bạn sẽ căn cứ vào nội dung bài thi có phải là đang muốn truyền tải thông điệp đến với người xem là về những cái điều tích cực, những cái điều vui vẻ hay không. Nếu đúng như thế, các bạn sẽ xem xét phần các điều chữ của mình. Ở đây phần chữ sẽ được biến tấu theo nhiều dạng đường cong, những cái mảng tròn, và đôi khi là kết hợp thêm với những hình thù thật là ngộ nghĩnh đáng yêu. Ở đây mình có cái chữ cuốn con. Cái chữ cuốn con này mình cắt điệu theo đường cong mảng tròn và có thêm một cái vài hình tròn nho nhỏ bên trong như thế này để tăng cái phần ngộ nghĩnh lên. Thì các bạn khi mà nhìn vô á, thì các bạn thấy là cái chữ này rất là ngộ, đúng không? Nếu như các bạn thấy được điều đó thì mình đã thành công được cái ý đồ của mình rồi. Để dễ hình dung hơn thì mình có cái nội dung ví dụ như là cái đề thi trước đó là cái đề thi mà sắc màu của biển á. Thì cái đề thi này là nó dạng là cũng cái dạng là mang hướng tích cực. Thì mình cũng có thể sử dụng những cái phông chữ theo nhiều đường cong. Ví dụ chữ sắc màu nè, của nè, biển nè. Thì bạn này sử dụng nhiều đường cong là chủ yếu để tạo cảm giác vui tươi tích cực. Hoặc các bạn có thể xem ở phần này. Ví dụ như đây là bài vẽ của bạn bạn Đạt. Thì bạn có, các bạn khoan coi thằng thành phố nha. Bỏ qua cái chữ này đi. Mình coi chữ tôi yêu nè. Thì cái chữ tôi yêu này, bạn này đã cắt điệu theo cái kiểu tròn. Cái kiểu tròn này tạo cảm giác là nó vui vẻ, nó đáng yêu. Đó, thì đó là những cái ví dụ minh họa về cái phần phông chữ này. Các bạn không nhất thiết là phải theo đúng cái kiểu này. Đây chỉ là một cái kiểu khai thác thôi. Và mình có nhiều kiểu khai thác khác, giống như cái kiểu mà mình giới thiệu vừa rồi. Đó cũng là cái kiểu mảng tròn và cũng là kiểu mảng tròn, nhưng bạn này khai thác khác. Vậy thì đúc kết lại là đối với cái kiểu truyền tải là mức độ vui vẻ dễ thương, các bạn chỉ cần chú ý là mình sẽ khai thác những cái đường cong mảng tròn nhiều, và mình được phép và nên xen kẽ vô những cái hình thù lạ mắt vui vẻ thì càng tốt nha. Ở mức độ truyền tải thứ hai, mức trang nhã, hoa lệ, ở đây các chữ được cắt điệu theo xu hướng. Một là vừa kết hợp đường cong và những cái đường thẳng để tạo cảm giác vừa mềm mại vừa cứng cáp. Ví dụ như là ở kiểu chữ này, cũng là cái chữ cuốn con hồi nãy, nhưng mà mình đã vẽ theo cái kiểu nó hơi trang nhã một tí. Các bạn có thể quan sát ở chữ C. Bên ngoài chữ C là được kết hợp cái bên đường cong này, bên trong thì mình kẻ đường thẳng. Thay vì mình vẽ cái đường cong nó liên tục ra như thế này thì nó hơi thường, thì mình vẽ nó thẳng băng như thế này và tạo độ dày của cái chữ C ở đây.
các bạn nhìn vào thì cái cảm giác của mình là nó cảm giác nó vừa có cứng có mềm. Ví dụ khác như chữ O đi, chữ O thường là các bạn chữ O mình chỉ có thể liên tưởng đến những cái đường tròn thôi đúng không? Nhưng ở đây mình có thể kết hợp thêm đường thẳng ở đây. Đó. Người ta gọi cái kiểu này là kiểu trong nhu có cương đó, trong cứng có mềm. Rồi cái kiểu thứ hai là cái kiểu mà người ta sẽ vẽ toàn là những đường cong nhưng mà người ta sẽ nâng hình nó lên, vẽ cho nó uốn éo mềm mại lên, ví dụ như cái kiểu chữ này. Ở đây chữ cuốn con cũng là chữ cuốn con đó, nhưng mà các bạn thấy là các chữ cái được mình vẽ nó uốn éo rất là nhiều. Tuy nhiên nó vẫn theo cái cấu trúc nhất định và nó theo một cái xu hướng nhất định chứ không phải là nó lộn xộn. Và các bạn thấy ở kiểu chữ này hình như là cái việc mà mình đọc ngay ra được cái chữ này nó hơi khó một tí so với chữ hồi nãy. Nhưng mà cái chữ này vẫn được áp dụng nhưng mà nó rất hạn chế. Ví dụ như là cái chữ này thường được áp dụng vào những cái đề tài như là sách truyện, truyện cổ tích, những bài thi nói về các điệu sách, bì truyện hay gì đó thì mới có thể áp dụng được cái này. Nhưng mà cái dòng chữ này á, thì lại dễ sử dụng hơn, là mình có thể áp dụng vào với nhiều kiểu hơn. Còn chữ này thì nó hơi hạn chế. Rồi, để cho các bạn dễ hình dung hơn thì mình có hai cái ví dụ rõ hơn, tức là hai cái bài vẽ. Ví dụ, ở bài vẽ này, trang trí hộp bánh trung thu. Cái chữ trung thu các bạn thấy là tác giả đã với bài này á, là đã vẽ theo cái kiểu là nó trang nhã. Trang nhã, bức trang nhã nha. Là các chữ được kết hợp giữa những cái đường cong và những cái đường thẳng, mang lại cảm giác trang nhã, hoa lệ, mỹ miều. Thì cái chữ này nó làm cho cái bài này nó trở nên hoa mỹ hơn, nhưng mà vẫn rất là nhẹ nhàng chứ không phải là nó huyền bí quá. Các bạn quan sát kỹ nè. Rồi, một kiểu thứ hai, cái kiểu hồi nãy là cái kiểu mà nó hơi hoa lệ mà nó uốn éo á. Ở đây mình có cái bài này. Các bạn thấy chữ Việt Nam được bạn vẽ này, bạn vẽ nâng hình lên cái chữ V, I, T, Nam. Được bạn vẽ các chữ cái á, rất là cong. Nhưng mà cái chữ vẽ nó cong nét như thế này, nó lại tạo cho mình cái cảm giác là nó mỹ miều làm sao, nó đẹp làm sao. Từ đó nó tôn vinh được cái chữ Việt Nam tôi yêu nó đẹp như thế nào. Thì mỗi kiểu chữ các bạn thấy không, lại là tạo cho mình cái cảm giác khác nhau. Cái chữ này thì nó lại tạo cảm giác nó nhẹ nhàng này. Các bạn quan sát ha. Cái chữ trung thu này cảm giác trang nhã và nó thanh thoát nhẹ nhàng. Còn cái chữ này nó mỹ miều. Đúng không? Mỗi chữ lại cho mình cái cảm giác khác nhau như thế đấy. Thì đây là hai cái ví dụ mà mình ví dụ cho cái mức độ truyền đạt thứ hai, đó là mức trang nhã và hoa lệ. Ở mức độ truyền tải thứ ba, mức nghiêm túc, nghiêm trọng, các bạn có thể liên tưởng đến những cái bài thi có nội dung như là lời kêu gọi hãy làm một việc gì đó, hãy tránh xa hay là hãy chống lại những cái điều tiêu cực. Các bạn có thể nghĩ đến thêm như là những cái poster, affix, ví dụ như là hãy bảo vệ rừng, hãy bảo vệ động vật hoang dã, hãy tránh xa các tệ nạn xã hội. Ở cái mức độ truyền tải này thì cái phần chữ sẽ được cách điệu đơn giản hơn, dễ hiểu hơn, không có cầu kỳ quá để cho người xem dễ thấy, dễ đọc. Rồi lấy một ví dụ minh họa, cái chữ cuốn con hồi nãy đã được mình cách điệu theo cái mức độ truyền tải thứ ba là mức nghiêm túc, nghiêm trọng. Và các chữ cái này mình cách điệu theo cái kiểu rất là tối giản, không có cầu kỳ gì hết. Và các bạn chú ý thấy là cái chữ này nó đều được viết in hoa. Qua đó các bạn thấy cái cảm giác về cái mức độ cái chữ này á, nó có gì đó nó dứt khoát, có gì đó nó rạch ròi ra, chứ không phải là mang lại cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát như là các kiểu chữ trước đó nữa. Liên hệ đến thực tế thì mình có cái bài vẽ này và mình muốn cho các bạn xem để chúng ta có thể liên tưởng đến cái cách áp dụng của cái kiểu chữ hồi nãy vào bài thi là như thế nào. Ở đây là cái bài trang trí cái tranh cổ động bảo vệ động vật hoang dã, và cái nội dung chữ là bảo tồn là còn mãi.
Ở đây cái chữ bảo tồn là còn mãi. Bạn này á, là bạn đã cách điệu theo cái lối tối giản, đơn giản. Cái dòng chữ các bạn nhìn vô là mình thấy ngay liền, không có kiểu là nó quá hoa lá hẹ. Và cái kiểu này nó rất là phù hợp với những cái chủ đề cổ động như thế này. Rồi một cái ví dụ khác, mặc dù có thể không phải là tranh cổ động, nhưng nếu các bạn muốn nhấn mạnh một cái điều gì đó, các bạn muốn tôn trọng một cái ý kiến gì đó, một cái nội dung gì đó, các bạn có thể áp dụng cái kiểu chữ này vào tranh. Chẳng hạn như cái bài hồi nãy, cái chữ thành phố các bạn thấy không, nó khác với kiểu chữ tôi yêu. Cái chữ tôi yêu này là mình đã có nói rồi đúng không? Còn chữ thành phố thì các bạn thấy là bạn này cách điệu theo lối tối giản, thì nhìn vào các bạn thấy cái chữ thành phố là sao? Nhìn nó rất dứt khoát đúng không? Nó rất là mạnh mẽ đúng không? Chắc là nội dung của tác giả là muốn truyền tải tới sự mạnh mẽ, sự dứt khoát, sự trường tồn của chữ thành phố. Thì mình vẫn có thể hoặc là tác giả vẫn có thể áp dụng được cái kiểu này vào tranh. Nhưng mà mình phải thật là khéo chọn đề tài nhé, mới hợp nhé. Rồi cũng là cái đề tài hồi nãy là bảo vệ động vật hoang dã, thì mình cũng có cái bài này. Bài này nãy giờ treo ở dưới đây ha. Rồi, bảo tồn là còn mãi, bảo vệ con chim tu canh. Các bạn thấy là dòng chữ này nó cũng giống dòng chữ kia ha. Và nó cũng mang lại cảm giác nó rõ ràng, rành mạch chứ không phải là khó hiểu. Cuối cùng, nội dung cuối cùng của cái clip ngày hôm nay, mình muốn cho các bạn xem khi mà chúng ta đặt cái kiểu chữ nó không đúng vào cái nội dung truyền tải của bài thi thì sẽ mang lại cái rắc rối hay là những cái phản tác dụng nào. Mời các bạn xem ngay sau đây nha. Ok, mình đã quay lại và để biết cái việc chúng ta đặt cái kiểu chữ nó không phù hợp với cái nội dung truyền tải thì nó sẽ mang lại những cái bất lợi nào. Chúng ta có lấy bài hồi nãy ra so sánh thử, cũng là cái bài nãy nha. Rồi, nếu như thay vì mình đặt cái kiểu chữ như thế này mà mình đặt cái phông chữ nó như thế này. Đó. Rõ ràng là cái bài này là gì? Lời kêu gọi hãy bảo vệ đúng không? Bảo vệ cái động vật hoang dã. Mà mình thay cái dòng chữ kia thành dòng chữ kiểu như thế này. Bảo tồn là còn mãi mà theo phong này thì các bạn thấy sao? Thì các bạn thấy gì? Cái mục đích ban đầu của chữ này là sao? Nó không còn mạnh mẽ nữa. Đúng không? Nó giảm tác dụng, nó giảm tính cái nghiêm túc, nghiêm trọng của cái nội dung đi. Nào, rồi tiếp theo một ví dụ khác. Đây rồi, bài này nãy giờ ngay sau lưng mình đây các bạn thấy nha, bài một cái bài vẽ rất là xinh, họa tiết được làm rất là đẹp, màu sắc tổng thể rất là hài hòa và cái dòng chữ cũng rất là nổi bật. Nhưng mà nếu như thay vì cái chữ tươi đẹp này nè, các bạn vẽ lại đúng như phong chữ Việt Nam, thì cái chữ Việt Nam là bạn này để như là tốt rồi, mình không có ý kiến gì chữ này. Nhưng mà nếu chữ tươi đẹp này nè mà bạn thay đổi một chút, bạn vẽ thêm cái chữ uống như này nè, tươi đẹp uống như này nè, uống chữ Việt Nam này nè, thì có phải là nó nhẹ nhàng hơn không? Hoặc là ít ra thì nó nên như thế này, ví dụ như thế này nè, tươi đẹp, thì có phải là cái chữ tươi đẹp nó sao, nó mỹ miều hơn không, nó hoa lệ hơn đúng không, nó cảm giác như sao, thích hơn. Hết rồi đúng không? Đây cái bài này, đây là cái bài trang trí một cái đĩa CD nhạc thiếu nhi, lấy nội dung là những cái hình ảnh vui nhộn và chữ là cái tuổi thơ. Thì cái bài này á, xét về bố cục á, rất là tốt ha. Và mình xét chữ trước đi, tại vì chữ là cái phần quan trọng của cái clip ngày hôm nay. Cái phần chữ bạn làm cũng khá là đẹp. Và nếu như nha, mình chỉ kiên xét thôi, nếu như cái chữ này bạn vẽ nó ngộ nghĩnh một tí, nó tròn một tí, thì có phải là nó sẽ mang lại cảm giác hay sao? Nó dễ thương hơn, nó ngộ hơn, hơn là cái mức độ như này. Tất nhiên là cái chữ này không hề sai, không hề sai vị trí nha các bạn, sai không hề sai mục đích nha. Tại vì cái kiểu này á, nó rất là dễ phối hợp với cái nhiều đề tài khác nhau, nhiều chủ đề khác nhau. Nhưng mà với cái chủ đề này, nếu như các bạn bạn này á, mà bạn làm cho nó tròn một tí, nó dễ thương một tí thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì đây là những cái ví dụ mà mình muốn cho các bạn xem, coi nếu như mình đặt sai vị trí, sai cái kiểu cách điệu, sai cái phong chữ thì cái nội dung truyền tải nó sẽ giảm đi rất nhiều, hoặc là có khi nó lệch hẳn luôn về cái nội dung ban đầu luôn. Đó là những điều cần lưu ý ha.
Tóm gọn lại, đối với bài thi có yêu cầu cả phần chữ thì chúng ta không thể nào cách điệu một cách sơ sài, một cách qua loa được, mà chúng ta phải tìm hiểu và biết cách cách điệu sao cho đẹp. Phải tìm hiểu và hiểu được cái từng phong chữ, từng kiểu chữ nó sẽ phù hợp như thế nào với từng chủ đề, từng nội dung truyền tải của bài thi, và từ đó cái bài thi của mình nó sẽ đạt được kết quả tốt nhất. Còn bây giờ mình cũng xin phép được kết thúc clip ngay tại đây. Hy vọng rằng những cái chia sẻ của mình sẽ đóng góp một chút cái lợi ích nào đó cho các bạn. Chúc các bạn củng cố được cái kiến thức trước thềm thi cử sắp tới. Và cho mình gửi lời cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye.